Như vậy đó thì chúng ta qua cái sự hiểu lầm tiếp theo là cái người này đó tin là không có một phàm nhân nào có thể tự quyết định khi mà vào đời và không phàm nhân nào biết được chuyện gì sẽ đến. Tất cả mọi chuyện đều phải phụ thuộc vào Chúa và cần phải có lòng thương xót bởi Chúa. Đó. Thì nó như thế này. Như sư nói, Đức Thế Tôn nói rằng nếu như mà có thực sự mà có một đấng tạo hóa thì đó là một người tàn nhẫn bởi vì đã đem lại đau khổ cho thế gian. Thực tế thì không có đấng tạo hóa như vậy. Hơn nữa đó, nếu như có một Đức Thế Tôn ngài hỏi những cái người ngoại đạo đó là nếu như có đấng tạo hóa thì không lẽ do đấng tạo hóa cho nên tôi là một kẻ sát sanh, do đấng tạo hóa nên tôi là một kẻ trộm cắp, do đấng tạo hóa nên tôi là một kẻ tà dâm hay sao? Như vậy đó thì nếu như mình một cái kẻ trộm cướp thì là do đấng tạo hóa cho nên là mình không quyết định được điều gì cả, toàn bộ đều phải nhờ đấng tạo hóa ban cho. Thì như vậy đó, đấng muốn cho mình là người giàu sang là mình sẽ phải được giàu sang, mặc cho mình là ác cỡ nào ác cũng phải được giàu sang. Còn đấng muốn cho mình nghèo là mình phải nghèo, dù mình có nỗ lực thế nào thì mình cũng phải nghèo, không giàu được do đấng không muốn như vậy. Thì đó là một cái nhìn khá là lạc quan. Bởi vì như vậy, chúng ta đâu cần phải nỗ lực tu tập, đâu cần phải làm thiện lánh ác. Bởi vì toàn bộ là do đấng. Chỉ cần chúng ta làm vừa lòng đấng thì cái gì cũng được. Thì như vậy nó có giống như là một cái sự nịnh bợ và hối lộ cái đấng cứu thế của mình hay không? Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là không thể nào có được một cái đấng tạo hóa. Và Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta phải có trách nhiệm đối với những hành động, lời nói và suy tư của mình. Và nhờ vào những hành động thiện, lời nói thiện, suy tư thiện, chúng ta sẽ đem lại an lạc cho bản thân. Và vì những hành động ác, lời nói ác, suy nghĩ ác đem lại những bất hạnh cho bản thân. Chính bởi vì như vậy, hãy sống thiện, hãy làm thiện, nói thiện và suy nghĩ thiện. Như vậy, chúng ta có quyền quyết định sự an lạc hoặc đau khổ cho chính mình. Xin mời sư Tuệ Tường. Dạ, xin thưa đại đức, xin thưa quý vị. Cái để sư nói về một chút xíu về cái cảm nghĩ của sư về cái câu hỏi này và cái phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ, nghĩa là sư nói một cách tổng quan về câu hỏi này. Đây là quan điểm riêng của sư thôi nha, là như vậy. Có nghĩa là vị đạo hữu này đầu tiên đã xác định được là những cái điều này là sai lệch và cũng có nêu ba cái câu hỏi đó như vậy, và nói là xin cái giải đáp hay là có cái giải pháp để sau này còn có gặp người con có gặp người ngoại đạo mà hỏi con như vậy, con có thể giải thích cho hiểu và tạo thiện duyên không? Thì thưa quý vị, riêng bản thân sư á, khi mà sư đọc qua cái câu hỏi này và cái đường cái tài cái vấn đề mà chúng đường link đó, thì đã làm sư nhớ đến cái cách trả lời của Đức Phật. Là Đức Phật đó, ngài có bốn cái cách trả lời, bốn cái cách đó đó, bốn cái trả lời đó nó phù hợp với từng cái hạng người, từng cái thể loại người ngài trả lời cho phù hợp. Giống như có những người mà đến hỏi ngài thì ngài trả lời là đúng hay là sai, đó là cái là thứ nhất, ngài trả lời thẳng ngay. Cái trả lời thứ hai á, là ngài khi mà hỏi ngài á, ngài sẽ diễn giải ra, thí dụ ngài giảng giải là cái này là đây là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân như vậy. Và cái đối tượng thứ ba là khi mà hỏi ngài á, ngài sẽ hỏi ngược lại. Và cái đối tượng thứ tư á,
Khi hỏi Ngài á, là Ngài im lặng, Ngài không có trả lời. Ngài im lặng á, vì nhiều lý do. Thứ nhất là Ngài biết rõ cái tâm của chúng sanh đó, đó là bây giờ có trả lời đúng, chúng sanh nó cũng không chấp nhận. Không. Mà cố gắng giải bài thì chúng sanh nó cũng không nghe. Không. Có như vậy. Và chúng sanh nó hỏi cái câu hỏi đó, đó nó thuộc phiếm luận, nó không đưa đến sự giải thoát đó, cho nên là Ngài im lặng. Thì khi bắt đầu câu hỏi này nè, có một điều, cái này sư nói thật lòng chứ không phải là trên trên live sư có tăng bốc gì đó thanh tuệ, có nghĩa là mặc dù cái câu hỏi này là riêng bản thân sư đó, thì sư sẽ chọn cái giải pháp đó, gọi là im lặng, không có trả lời câu hỏi này. Nghe sư sẽ nêu bốn điều đó thôi, đúng không? Mà Đức Hạnh Tuệ thì Đức Hạnh Tuệ có cái sự kham nhẫn với có đủ cái sự từ bi, đúng không? Có nghĩa có tâm từ với cái sự bi mẫn để đọc vô cái link đó và phân tích cho quý vị hiểu rõ, không? Đó là cái điều mà đúng Đức Hạnh Tuệ làm. Còn riêng bản thân sư á, thì cái câu hỏi này á, là sư sẽ đưa ra cái bốn vấn đề mà để quý vị hiểu, không? Để khi quý vị hiểu được á, quý vị á, sẽ tự bản thân mình đã biết á, là khi mà gặp những câu hỏi như vậy nè, mà người ngoại đạo họ hỏi như vậy nè, họ đưa như vậy nè, thì bản thân quý vị phải dùng cái trí tuệ mà quý vị ứng dụng á, để á, giống như là Phật dạy á, đưa ra bốn vấn đề, có nghĩa là mình nên trả lời câu hỏi này theo phương diện đúng hoặc sai, hay là diễn giải rộng cho họ hiểu, hay là sẽ hỏi ngược lại họ, hay là sẽ im lặng. Đó là tùy quý vị quyết định. Đó là đây là câu trả lời riêng của sư thôi nha, đây là cái đề xuất riêng của sư thôi đó, để trả lời câu hỏi này thôi. Còn nếu mà vì cái vị mình đặt câu hỏi này nè, có cái sự mong mỏi là để sau này con gặp người ngoại đạo mà con hỏi như vậy, con có thể giải thích cho họ hiểu và tạo thiện duyên, thì cái này, đây là thiện tâm rất là tốt, nghe là sư xác định đây là thiện tâm rất là tốt. Nhưng mà để có thể giải thích cho họ hiểu và tạo thiện duyên đó, thì bản thân mình đầu tiên mình phải có xem á, là cái điều mình nói á, là nó hợp thời hợp đối tượng, đúng người đúng chỗ không có đã, rồi mình mới tiến hành. Không. Còn nếu mà nãy sư có sự đề xuất cái đó, còn nếu mà không á, thì tốt nhất mình nên theo lời Phật dạy thì mình im lặng. Còn để Đức Hạnh Tuệ thì đủ, có nghĩa là vừa qua đủ, đủ có đủ sự khâm đẳng thì từ bi, sự bi mẫn để giải thích cho quý vị hiểu tường tận. Đó là một cái điều mà sư rất là tán thán Đại Đức, và cũng xin kết thúc cái phần trả lời này. Dạ vâng. Thì thưa với quý vị, những cái phần ở bên dưới thì cũng y như là những cái câu hỏi ở trên, tức là cái vị này đó, vị này không hiểu về nhân quả nghiệp báo và cho rằng đó là tất cả là đều nhờ vào cái đấng tạo hóa của vị đó. Chính bởi vì như vậy đó, với người này họ không có nhu cầu nghe trả, họ không có nhu cầu để biết được sự thật. Cho nên dù cho chúng ta có giải thích như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là thừa thôi. Do đó đó, như sư Tuệ Tường nói, có những câu hỏi chúng ta không cần phải lời. Như vậy sư tin là đã đủ cho cái phần rồi. Ta qua cái